Cháu được biết là chú cũng có một ca khúc mới cũng mang tên Phiêu Bạt. Thực ra bài này là bài chú tặng chị Khánh Ly. Dạ. Tại vì hôm đó ấy, đi đâu đó ấy, tự nhiên nhìn thấy chị Khánh Ly, chị nhìn thấy Tiến, hai chị em tự nhiên chạy đến ôm nhau rồi khóc hu. Vì cả hai người biết nhau qua anh chị Công Sơn. Anh chị Công Sơn lúc nào gặp Khánh Ly cũng kể về Trần Tiến. Chào mừng quý vị quay trở lại với các set hoài niệm 17 chương trình vừa qua. Quý vị khán giả đã được gặp gỡ với 17 nghệ sĩ gạo cội, những đại diện tiêu biểu cho thời kỳ hoàng kim của âm nhạc Việt Nam cách đây nhiều thập niên. Ngày hôm nay, chúng tôi mời tới đây một nhân vật vô cùng đặc biệt. Ông được coi là cây đại thụ, là người nhạc sĩ có công mở đường cho âm nhạc đương đại Việt Nam. Tình yêu cuộc sống, chất đời, chất phiêu lãng, bụi bặm và dạt dào cảm xúc đã thấm đẫm trong từng bài hát mà ông miệt mài sáng tác suốt nửa thế kỷ qua. Trong từng lời ca, ông đã chạm tới những miền cảm xúc sâu thẳm của tất cả người yêu nhạc. Và ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi chào đón nhạc sĩ Trần Tiến. Chào chú ạ. Đẹp trai hơi lâu rồi. Dạ, cảm ơn chú ạ. Thân ái chào tất cả các quý vị. Thưa chú, hôm nay chúng cháu được đón chú đến với cassette hoài niệm. Thì cháu nghĩ là không gian này, chữ hoài niệm rồi cả những chữ cassette ở bên kia chắc cũng gợi lại cho chú rất nhiều kỷ niệm. Cái kỷ niệm thứ nhất là tôi đã đến những cánh rừng đó, có những chiếc cassette của lính Mỹ bị bắn tan nát, nhưng tôi không hề biết cái đó là cái cassette. Mãi cho đến ngày về đến Sài Gòn, thì tối hôm đó tôi ngồi với anh chị Công Sơn, anh nhà thơ Phạm Tiến Duật, cô Thanh Lan. Anh chị Công Sơn dắt tôi lên phòng của anh và bật nhạc cho tôi nghe. Từ Mặt Trận trở về, chưa bao giờ thấy được một cái dàn nhạc nó khủng khiếp đến như vậy. Những chiếc cassette này và những dàn máy rulo lớn, chưa bao giờ tôi nghe nhạc hay đến như thế. Thường thì chú hay dùng từ phiêu bạt để chú nói về những sáng tác của mình. Tại sao lại là phiêu bạt? Tại vì chú thế. Người ta thường gọi là gã du ca Trần Tiến, rồi là phiêu du, rồi thì lãng du, rồi lãng tử, rồi thì cái lãng lăng nhăng gì đó. Nhưng mình nghĩ cái đó là người ta nghĩ về mình thôi, chứ thực ra mình chả có lãng du gì cả. Đời mình sinh ra không phải là nhà giàu, nhiều tiền để lãng du. Mình là vất vả ở trên đời này mà sinh ra. Vì vậy, cái hay nhất của mình là phiêu bạt. Biết là chú cũng có một ca khúc mới cũng mang tên Phiêu Bạt. Thực ra bài này là bài chú tặng chị Khánh Ly. Dạ. Tại vì hôm đó ấy, đi đâu đó ấy, tự nhiên nhìn thấy chị Khánh Ly, chị nhìn thấy Tiến, hai chị em tự nhiên chạy đến ôm nhau rồi khóc hu. Vì cả hai người biết nhau qua anh chị Công Sơn. Anh chị Công Sơn lúc nào gặp Khánh Ly cũng kể về Trần Tiến. Chị bảo tối nay chị hát này Tiến ơi. Vâng, em đi xem. Thế là tôi tự nhiên chị hứng lên, chị mời mình lên sân khấu. Và Tiến, anh Sơn bảo là Tiến hát bài Bên Đời Hiếu Quảnh hay lắm, Tiến hát cho chị đi, hát chung đi. Em vừa mới đưa ra mình nhìn thấy ở đằng sau, thấy chữ như một lời chia tay. Thế là mình từng tưng xong mình ngồi ngẫm nghĩ ở ngay trên sân khấu ấy. Dạ. Chị ơi, chị đừng có chia tay kiểu này. Cao bồi sống trên lưng ngựa, nghệ sĩ chỉ sống bên cây đàn, không có sống trong nhà ăn dưỡng. Ai còn mời mình hát, đấy là hạnh phúc. Hát cho đến khi mình không thể hát nữa. Thế thôi, khán giả một tay, mà nhất là các nhà báo đến vào đến cái nhà mà ôi cho em xin cái bài gì đấy, cao bồi với nghệ sĩ gì đấy. Mình định nói tôi bịa ra đấy, xong mình nghĩ là thôi không nói. Bài này tôi đang viết dở, mặc dù chú chưa có ý nghĩa nào. Bài này tôi đang viết dở. Bao giờ chú xong chú cho cháu đến phỏng vấn chú không? Bảo ok. Thế là coi như đâm lao phải theo lao. Thế mới sinh ra về Phiêu Bạt này. Với câu chuyện này thì không có lý do gì mà chúng ta không xin
chú Trần Tiến hôm nay trên sân khấu là gửi tặng tất cả khán giả bài hát này được không ạ? Các bạn có thích nghe không? Cảm ơn. Dạ vâng ạ. Ok, bắt đầu chưa? Rồi, bắt đầu, cảm ơn chú ạ. Cowboy sống trên lưng ngựa, chẳng dù ca sống bên cây đàn. Cả sống đời lang thang, cowboy sống trong hoang mạc, chẳng dù ca sống xa quê nhà. Cả hai sống đời già trôi. Trời, tìm lẽ sống dẫn thân trên đời, tìm hạnh phúc hiếm hoi giữa nơi trần gian. Một tay súng chiến binh ngang tàng, một nghệ sĩ trái tim dịu dàng. Ngọn lửa cháy trong hai người tình yêu. Mai này kiếp nhân sinh gọi, buồn hay vui cũng một cõi đời. Về với chân trời mây trắng, cowboy súng buông trên đồi, chẳng dù ca hát lời giã từ. Cả hai bay vào hư vô. Wow, một bài hát rất là Trần Tiến, cháu phải nói thật như vậy ạ. Từ lời ca đến cách chú thể hiện, một nhạc sĩ có thể nói rất bình dị, ôm cây đàn hát như vậy. Nhưng chúng ta không thể tưởng tượng rằng sự nghiệp của người nhạc sĩ đang ngồi cạnh tôi đồ sộ đến thế nào. Chú Trần Tiến đã có 55 năm gắn bó với âm nhạc, hơn 1.000 show diễn và biểu diễn ở hơn 40 quốc gia. Những con số đấy đủ nói lên tất cả. Tôi yêu tiếng ca tí xa, bao la biển lúa. Tôi yêu đóa hoa sớm mai, buông trên áo em nhẹ rơi. Em như chim bay xa, giữa đồng xanh quê hương bao la. Tóc mùa xuân, theo gió ru em về quê. Trẻ của chúng ta đi qua
thiên cho anh nhớ, nhớ cái hôm đầu tiên là hôn lên đôi mắt người bạn đã hy sinh. Mẹ giúp con gái yêu lấy chồng đi, chỉ thương hai đứa em, thương mẹ già còn đau yên. Chị tôi chưa lấy chồng, sao không cô tâm máu tơ còn gì nữa? Nghệ sĩ lãng du giang hồ, mỗi con đường là mỗi bài thơ. Cảm xúc lúc này của Tùng Dương và Uyên Linh như thế nào? Dương rất là xúc động khi mà nhạc sĩ Trần Tiến vẫn rất là đam mê máu lửa trên sân khấu. Ở tuổi này của ông hình như là đang hồi xuân. Dương rất là hiểu nhạc sĩ, bởi vì là trong đời thường thì thường gọi là bố. Một người bố thì luôn luôn có rất nhiều cái sự truyền cảm hứng, không chỉ trong những sáng tác, những lời ca, mà còn là cái sự truyền cảm hứng từ con người của ông. Một cái vóc của một người trai trong cuộc sống đời thường như thế nào, những cái lời khuyên hay là kể cả những lời khen, lời chê, lời mắng. Mắng dữ lắm ấy. Nhưng mà có lẽ là sâu thẳm là một người bố rất là thương những người nghệ sĩ như là Tùng Dương hay Hà Trần hay là Uyên Linh. Và ngày hôm nay thì có lẽ là chưa bao giờ nói là Dương rất yêu ông như vậy. Từ trước giờ thì ông ngồi lúc nào ông cũng với cây đàn, với chén rượu. Chưa nói chuyện gì thì đã gục, đã say rồi. Cho nên là ngày hôm nay phải nói thực sự là phải nói một câu rất là trong lòng sâu thẳm của Tùng Dương, con yêu bố rất nhiều và con tự hào về bố rất nhiều. Biết là ôm ông có cho ôm không ấy. Ông cho ôm không bởi vì là ôm xong còn bị mắng. Anh ông ôm nhau kỳ lắm. Rồi. Ôm xong còn bị mắng cơ. Thế à? Ôm đã. Nói vậy chứ tôi rất là yêu cái thằng cu này. Trong đời tôi có hai đứa gọi tôi là bố. Thằng này với lại bé Hà Trần. Tôi còn có một cái hình mà cháu tôi nó gửi cho tôi cũng bất ngờ. Năm 12 tuổi, nhạc sĩ Trần Tiến là người ngồi trên lòng. Đúng rồi. Ôi. Nghe Tùng Dương hát đầu tiên luôn đấy. Ôi nhớ, nhớ, nhớ. Ở Việt Nam luôn. Ở Việt Nam luôn. Đấy. Mình có ở trong túi này. Cuối cùng thì hóa ra là cậu bé này là tuổi hợi mà tôi cũng hợi. Cái đàn heo nó gặp nhau. Khổ thế. Tùng Dương ban nãy nói là chú thỉnh thoảng mắng Tùng Dương, là chú mắng như thế nào, mắng về việc gì? Ôi mắng yêu mà. Cả Hà Trần cũng bị mắng hát sai lời. Ngày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em làm thơ. Làm thơ ấy con khỉ. Cho em nằm mơ. Đấy thì bị mắng. Nhưng mà mắng yêu thôi. Chúng nó hát hay quá trời. Cả con Hà Trần bị mắng. Thấy chưa? Mẹ ơi con đã già rồi, con lấy chồng rồi. Lấy chồng có hay bằng già rồi. Tùng Dương hát sau còn hay hơn. Lấy chồng con. Xin phép rồi gì, xin phép lấy chồng. Tùng Dương đến bây giờ hát khoảng bao nhiêu bài của chú Trần Tiến rồi nhỉ? Dương là may mắn là một người mà có lẽ là nhạc sĩ Trần Tiến có cái bài hát nào mới mà ông sáng tác là ông gửi ngay. Đây, bố có bài mới này. Con xem hát được cái hát. Con không hát thì bố hát. Đấy, ông bao giờ ông cũng nói thế. Nhưng mà bố con là hai giọng khác hẳn nhau nhá. Chú Tiến là hát kiểu hơi phủi phủi, bình dị. Còn Dương là nắn nót hơi nhiều. Thế mới vui. Mới bị nhận là điểm chê rồi. Đừng có nắn nót quá, đừng có búa máy nhiều quá. Cá bồi thì phải hát như thế. Cá bồi sống trên lưng ngựa, đàn du ca sống bên quê nhà. Đấy là kiểu Tùng Dương đúng không? Dương nhớ là cái lần đầu tiên của mình khi hát nhạc Trần Tiến một cách chính thức thì đúng là trong cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn. Rất là bí bài, không chọn được bài hát nào cả. Thế mới gặp nhạc sĩ Trần Tiến thì ông mới bảo là bố có một cái bài này nhưng mà nó mộc mạc lắm, không để đem đi thi được. Bài là Quê Nhà. Ông hát cho Tùng Dương nghe vài câu mà Dương rớt nước mắt luôn. Và thôi con quyết định con thi bài hát này. Bố Tiến nói là con sẽ thất bại bởi vì bài này nó rất là mộc mạc.
Thế nhưng mà cuối cùng thì con thắng bố, bởi vì bài hát của bố sau đây đã được đón nhận rất là nồng nhiệt. Mặc dù có thể là trước đấy ông đã hát rất nhiều rồi, nhưng mà cái lần đấy thì Tùng Dương hát chính thức cho bản thân Tùng Dương ở cuộc thi đó. Nhớ thương đàn con, biết phương trời nào, áo nâu mùa đông, thương mình lần đần, đêm buồn mẹ xuống. Tùng Dương ấy các bạn, nó có công lớn đối với tôi như chị Hà Trần. Cả hai đứa là sau này làm bài của chú Tiến rất tốt. Tại vì thế này, tôi không có viết nhạc cho ai cả, tôi chỉ viết nhạc cho tôi thôi, mà cũng chả để diễn, không để nổi tiếng. Nhưng vì đói quá, những năm 80, anh Dương Thụ anh mở một cái tụ điểm gì đó. Thế là anh Dương Thụ bảo Tiến ơi, mời Tiến đi hát. Tiến là một giọng hát đặc biệt vì hát bài hát của mình, gã du ca hát thơ của mình. Thế là tôi bắt đầu đi hát. Hát 2-3 ngày là phải có bài mới. Tại vì tôi không phải là ca sĩ, tôi chỉ là nhạc sĩ hát bài của mình. Vì vậy phải luôn luôn mới. Vì vậy ngày đó tôi viết như điên để sống, để được hát. Sau này tôi ngắm trên đời này, người hát hay nhất bài của tôi ngày đó là Ngọc Tân. Còn đâu bao đêm trăng thay, hát gầu sòng vui bên anh. Không bao giờ tôi quên cậu em tôi, Quang Lý. Quang Lý là sau đó du ca với tôi, hai anh em thôi, đi hát khắp nơi. Hầu hết những người đàn ông làm tôi nổi tiếng như Y Moan, với chất hoang dã của bài chữ đàn Chapi bằng tiếng ED. Khủng khiếp, đời tôi hạnh phúc lắm các bạn ạ, tôi nói thật. Thế còn cái người mà phối khủng nhất của tôi là có hai em, là em Minh Đạo và em Thanh Phương. Hai người là duy nhất là chiếm nhạc của Trần Tiến mà làm đẩy Trần Tiến lên thành tài. Chứ còn nếu không có phối thì Trần Tiến vớ vẩn. Chú Tiến thì cứ gặp là chú ấy bắt phải dạy. Chú rất muốn học đàn và là một người rất chăm tập đàn. Chú rất ham học, muốn học cả computer, muốn làm nhạc ở trên máy tính, muốn tất cả những cái gì bọn tôi đang làm. Mới nhất bây giờ chú đều học. Còn với Huyền Trung thì sao ạ? Có một điều mà tôi cảm nhận được từ nhạc sĩ Trần Tiến, đó là cái tâm hồn. Ngày xưa mình còn nhỏ ấy, thì những cái thẩm thấu, những cái cảm thụ của mình, nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến ấy, nó lưu giữ lại cho đến tận bây giờ. Mà khi mình động vào những cái công việc hàng ngày bây giờ của mình ấy, những cái công việc đó rất nặng về kỹ thuật, nhưng nhờ có những cái ký ức là những nhạc phẩm của nhạc sĩ Trần Tiến mà mình giữ lại được cái hồn cốt của âm nhạc, mà nó không bị quá sa đà vào cái việc kỹ thuật. Mà đặc biệt những người làm phối khí như chúng tôi rất là dễ bị. Uyên Linh thì thích nhất những bài nào của chú Trần Tiến, và nhạc của chú Trần Tiến tạo cho Uyên Linh cảm xúc như thế nào? Có thể nói là lần đầu tiên mà nghe rất là nhiều bài hát của chú trong cùng một đĩa nhạc đó, thì là khoảng năm 2003. Lúc đó là Linh mới vào lớp 10 và mới để dành tiền ăn sáng mua được cái đĩa nhạc tự họa Chuyện Phố Bên Sông. Và Linh không bao giờ Linh có thể quên được cái lời mà chú đọc dẫn vào cái đĩa đó. Và đó là một trong những cái đĩa mà Linh rất là quý. Và Linh nghĩ là cái cách hát cũng như là cái sự truyền tải âm nhạc của chú Tiến qua cái giọng hát của chị Hà Trần ít nhiều gì cũng ảnh hưởng tới Linh trong những bước đường nghề nghiệp. Sau này thì có một vài dịp biểu diễn trong đêm nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến, thì trong năm nay được 2 lần. Một lần là một đêm rất là lớn, đó là Nửa Thế Kỷ Phiêu Bạc của chú Tiến, và một lần này đó là cassette Hoài Niệm. Nghe là chú Tiến là có anh Dương nữa, có anh Phương nữa, là phải thu xếp ra đây tham gia cassette Hoài Niệm số này ngay lập tức. Chúng ta đang nhắc rất nhiều đến những sáng tác của chú Trần Tiến. Cháu xin được hỏi chú một câu chuyện. Cháu nhớ bài Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng của chú, sao lại được cả giải thưởng Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình hồi đó. Chú có nhớ giải thưởng đó là gì không ạ? Cái thời của chú ấy, phải đi viết tuyên truyền. Chúng ta phải nhớ, không có tuyên truyền thì không có ngày thành công hôm nay. Trái tim của mình để dành cho ngọn lửa cách mạng, từ những dư âm chuyển hoàn toàn sang bài ca 5 tấn. Vì vậy cháu vừa mới nhắc đến Sao Vội Lấy Chồng. Và đề tài Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình là một bài hát cũng dục đồng bào sinh đẻ, có kế hoạch để dồn toàn bộ
toàn bộ để xây dựng đất nước. Có ba việc. Thứ nhất là đừng vội yêu, yêu đừng vội lấy đừng vội đẻ hết. Một cách cực nhọc, chưa bao giờ cực nhọc thế, nhưng mà một cách vinh quang, đời tôi chưa bao giờ vinh quang bằng bài hát Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng. Lời ru buồn nghe mênh mang sao lũy che làng khiến lòng tôi xôn xao. Các bạn có thích nghe câu chuyện bài hát này không? Dạ vâng ạ. Dài lắm. Nghe không? Khó. Dài lắm, từ bây giờ đến 3 giờ sáng nghe không? Nói đùa, chú đùa thôi. Chú kể một chút cho vui nhé. Thu Bồn, nhà thơ Thu Bồn nổi tiếng. Đấy là nhà thơ tôi yêu nhất trên đời này. Là một nhà thơ không bao giờ đọc thơ mình, chỉ đọc thơ người khác. Ông ấy đọc: váy đình bảng buông trùng cửa ngõ, chị bảo đứa nào tìm được lá diêu bông, từ nay chị sẽ gọi làm chồng. Ôi trời ơi các bạn ơi, chỉ cần chữ diêu bông thôi đã thắp lên cả một thế hệ diêu bông. Sống với điều không có thật nhưng đẹp đẽ. Cuộc sống cần có giấc mơ, ít nhất là giấc mơ một lá diêu bông. Chiếc lá làm cho chúng ta hạnh phúc. Ôi anh cho em bài thơ hay quá, của ai thế anh? Của Hoàng Cầm. Tôi hoàn toàn bất ngờ vì tất cả mọi thứ nó đến với tôi. Tôi khủng khiếp nhất trong đời tôi là tại sao nó lan tỏa nhanh như thế. À, Linh nghe bài này lúc nhỏ xíu luôn. Bố Linh là một người cực kỳ mê tiếng hát của chú Quang Lý. Mà cái bài hát này chú Quang Lý hát thì ngọt thôi rồi, và nó giống như nó có một phủ một cái nỗi buồn nào đó. Và Linh cũng, chính Linh cũng hỏi: ủa bố, lá diêu bông là cái gì bố? Thì lúc đó bố Linh cũng đâu có được nhiều thông tin, rồi internet cũng đâu có như bây giờ nữa. Bố không chả biết, chắc nó tên là lá diêu bông thế thôi. Nhưng chính vì cái điều mà mình không biết, mình không thực sự hiểu rõ, cho nên là nó cứ nằm ở trong ký ức của mình ạ. Đó là cái kỷ niệm của Linh về bài Lá Diêu Bông. Cũng như là Uyên Linh, cũng từ cái thuở bé mình được nghe rất là nhiều trên cassette với nhiều phiên bản khác nhau, nhiều nghệ sĩ đã thu âm khác nhau. Nếu mà Tùng Dương hát thì bao giờ Tùng Dương cũng luôn luôn là muốn kể lại câu chuyện, vẫn có cái sự tha thiết ấy trong bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến.